Hiện tại thì Jin đang rất là hồi hộp vì đây là sự kiện lần đầu tiên mà kiểu là mình tự đứng ra, mình cũng lên ý tưởng để mà tổ chức cái sự kiện như vậy. Chứ trước giờ là mình tham gia sự kiện thôi. Và đây là gọi là sự kiện duy nhất trong đời, lần đầu và duy nhất trong đời. Đang lo quá. Ở đây Jin đã chuẩn bị cho cô ấy cái nhận. Ok thì giờ đang run quá thật sự. Nghĩa là đứng trước ống kính rồi đứng trước bao nhiêu khán giả, mình cũng không có run đến như vậy. Mà bây giờ ngày hôm nay là ngày rất là đặc biệt cho nên khá là run. Và bây giờ đang khâu chuẩn bị set up để mà chờ nữ chính tới nha. Và ngày hôm nay là chúng tôi và tất cả các anh chị em nghệ sĩ, bạn bè thân thương của Gin Tuấn Kiệt cũng như là Buka có mặt tại tụ điểm. Cái tụ điểm này ghê quá. Cái địa điểm này, lời nói đầu tiên chia sẻ cảm xúc đó là Chris. Thì không biết là cảm xúc của Chris như thế nào khi có mặt tại đây? À, mình thấy cháu nó trưởng thành. Chú hả? Bên nó. Bên nội. Bên nội. Ê, cháu trưởng thành vui. Rồi nữa chứ cũng mừng thằng em, cũng là bạn thân, chơi chung với nhau rất là nhiều, chơi điện tử, chơi đá banh với nhau. Đó thì nói chung là cũng hồi hộp. Sắp tới hả? Ê, chị thấy hồi hộp, vui. Tại vì chị mình đã thác ế, chị mình sắp có chồng rồi. Dạ, xin hết. Qua, buông cao tới. Cô vợ sắp tới rồi, nhưng mà mọi người có gì muốn nói không? Nói chung là em rất là vui khi mà ngày hôm nay là em cũng biết là Nghi Tuấn Kiệt cầu hôn chị Buka đó. Em mong cho chị đồng ý cũng như là đám cưới đẻ em bé. Nói chung là anh thì biết là em đã chờ cái ngày này lâu rồi và Buka cũng đang rất là lo, sợ mất 120 triệu đến 300 triệu. Nhưng mà không sao đâu, có chồng giữ sẽ nhiều tiền hơn. Chúc hai em hạnh phúc. Chị Tú nói quá nhanh lên đất chỉ. Nói chung là em mong chị là vui vẻ hạnh phúc. Còn cái chuyện tiền thì mình tính sao, biết chị đang rất là hào hức với cái job này. Nhưng mà chị nghĩ đi, rồi em nè, đúng không? Này nọ mấy cúp đầu Windsor là nói cái job mình là cái gì. Thật ra là mình sẽ mình đang tạo dựng một cái job giả là Buka đến đây review với giá trị là nhiêu? 800 triệu. Nhưng mà nếu như mà chị buồn thì cái người chị nên trách là bản thân của chị, tại vì chị vô chi. Chị vô chi. Ủa gì vậy? Trời ơi, nặng. Chị vô chi nhận cái job 800 triệu. Nói chứ hôm nay là rất là vui, là hy vọng là chị Buka sẽ có một ngày thật là nhớ mãi, thật là ấn tượng và thật là nhiều hạnh phúc. Rồi đi xong rồi. Rồi sắp tới rồi, bây giờ chị sẽ tới rồi. Bù tới rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị ở đây. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok nha, em đi. Dạ. Ông cho đi xuống không? Ông nước hữu tình. Em vô sai thì sao? Vô mọi người standby trong trước. Dạ. Rất là hồi hộp, không phải chỉ mình em đâu mà hồi hộp suốt từ cái đoạn đường ở Vĩnh Long chạy về đây tới giờ. Chí sợ là không kịp thôi, chạy nãy giờ rất là gấp. Và vừa đến cũng vừa kịp lúc luôn. Chúc em thành công nha. Dạ nha. Có gì là ha, uống cái anh em tặng vô. Dạ rồi, cảm ơn Nghĩa. Dễ thương lắm, ai cũng có show, ai cũng bận hết. Nhưng mà mọi người vẫn dành thời gian để mà sắp xếp đến đây để mà chung vui và hỗ trợ Jin như thế này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, ít không vậy? Ăn cái no luôn. Bắt cái quạt với mày mà lạnh quá. Dạ, em có ngon. Xin chào các bạn, hiện tại thì Buka đang ở nhà hàng Postal. Nói lạnh dừng. Thì ở đây là chúng ta có bò Satsuma Grill. Dương, cho anh tắm bia đầu tiên nè Dương. Vô mọi người. Ok.
Ở bên cạnh đó thì chúng ta còn có muối hồng Himalaya để mà chấm chung với bò. Thơm. Không, vẫn bàn này luôn không kịp. Đổi bàn vuông là nó không kịp thời gian. Trong đời anh, người con gái tuyệt vời. Em ơi, anh rất muốn cùng em dòng chảy khắp phương trời. Nghe cái nhạc dạo thấy quen quen. Dù lâu cả cuộc đời chẳng mang thời gian trôi. Đây là ngày 28 tháng 5, là chuẩn tròn 4 năm mình yêu nhau. Và ngày hôm nay anh quyết định là dành ngày này dành cho em. Happy anniversary. Bận quá hả? Cầm nổi không? Anh nói thêm được không? Nhưng mà em đang đi làm mà đúng không mọi người? Đang đi làm. Đi làm đó. Thì cái chặng đường 4 năm của mình là em nhớ em có nói là hồi mình mới quen á, em nói là không biết chừng nào mình yêu nhau được 1.000 ngày. Đúng không? Thì hôm nay là bao nhiêu ngày đẹp phải không? 1.460 Đúng rồi. Là nhiều ha, hơn ngày ngày là nhiều. Hồi xưa đóng phim 100 ngày bên em với anh Dun á, 100 ngày là nhiều ha. Nhưng mà hôm nay là hơn 1.000 ngày luôn rồi. Thì anh nghĩ là hôm nay anh muốn hỏi em câu này. Từ nay cho anh vì em làm điều duy nhất, yêu em và sẽ. Em có đồng ý. Để làm vợ. Ủa thường người ta hỏi là có chịu làm vợ anh không mà đúng không? Làm vợ anh không? Nhưng mà sao anh cầu hôn em hoài vậy? Thì học tính đi, xóa làm lại. Rồi, làm giúp không? Anh vẫn sẽ luôn che chở em. Dù mãi đây em ở đây trong tương lai, vẫn tin rằng vẫn luôn còn anh. Mình sẽ bên nhau. Cảm ơn anh. Mãi mãi.
Quay đi, quay đi. Ủa nhưng mà nói là em đến đây làm có tiền không ra. Để trả tiền lại cho người ta. Đúng rồi. Ủa gì hả? Thuê chỗ này để mình làm quá. Ủa gì nãy giờ? Đúng rồi em ơi. Chồng ngon hơn chứ. Em tưởng thiệt hả Bù Ca? Ê xin bút xô vậy mày. Em không trả tiền vậy. Dạ cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Các anh chị em bạn bè nè, mấy căn quán nè, đó rồi Thế Bạch, đây, đó, ra hỗ trợ rồi Thiên Dương, các anh em quay phim rồi, mọi người ở đây hỗ trợ rất là nhiều cho cái buổi đặc biệt của mình như thế này. Tại thực sự thì cũng chưa bao giờ làm cái... Anh tính làm rồi luôn hả? Không, chưa. Thì lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, đúng không? Lần duy nhất. Đó, ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. 2, 3, cần biết yêu và yêu anh còn cả thế giới. Dạ, em có tưởng là em có tiền nhiều lắm hôm nay á. Rồi bài này em thu âm lúc mà mới quen Vương luôn, mà tới bây giờ mới được phát lên đó. Không, 4 năm rồi đó. Đẹp không? Anh làm á. Đẹp. Ủa, anh đang cắt hình của em. Rồi tính đến chuyện sau này. Môi này hãy đến đây chạm môi này để thấy hương vị tình yêu tuyệt vời bao nhiêu. Em là bông hoa của cuộc đời duyên ai. Tay này hãy đến đây chạm tay này cùng đắm say hoàng hôn này. Rồi tính đến chuyện sau này. Môi này hãy đến đây chạm môi này để thấy hương vị tình yêu tuyệt vời bao nhiêu. Em mà anh muốn yêu em tới già, anh muốn em là bông hoa của cuộc đời.